Hi, hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của chị Z. Cái máy quay mình hỏng mất rồi, rất buồn. Anywho thì chắc là từ mùa này mình sẽ không dùng máy quay nữa, mình sẽ chuyển sang voice record thôi, chăng? Nên là vạn sự mùa khởi đầu nan anh em. Đây chắc là dễ viết đầu tiên của mình của mùa này. Mình sẽ thử ghi âm xem sao nhé. Ok. Có thương luôn này. Một con floor được không? Một con floor được không? Một con floor được không? Không có. Mình muốn đánh Banoman nhưng mà mình cũng muốn đánh con pháp sư này vào. Này đi. Và tí nữa mình sẽ cho con pháp sư kia vào sau nhé, nếu cho được. Floor có choi kìa, ừ, gặp đúng bạn này, điên thế. Rat này cân được con floor đấy đấy, nhưng mà nếu mà nó chơi được thôi. Nếu nó được đấm con floor đấy nó sẽ chơi được. Vio bị xiên, phát hai đấm này, đánh này, đánh thường này, đánh thường nữa là thắng, ok. Vio 2 này, xin nó Vio đi. Có một bạn floor cho đấy mình hơi sợ thôi, còn lại thì cũng ổn áp anh em ơi. Rat mình nghĩ cân được. Vio cũng đủ cân. À với cả đây là sẽ là vít đầu tiên mình ghi âm nên là kiểu có thể voi sẽ to hay bé thì mình cũng không chắc lắm, nên là nếu mà voi to hay bé thì anh em cứ góp ý để mình chỉnh sửa nhé. Thank you anh em. Phát rôn được ấy. Con già khá ổn. Floor này tôi lấy floor tín nhất rồi. Để cho floor nhé, floor nó sẽ xiên khá sớm. Bây giờ mình muốn bán con gì? 1, 2 này. 3, 4, 5 này. Cần mình bán lâu là con Amelie nhé. Amelie. Giữ bé lâu lại. Trận này có vẻ khá tươi đấy. Khá tươi để là một trận đầu mùa nhưng mà mong là tươi, mong là tươi. Mong là tươi, mong là tươi. Lấy thêm con anh Viret được này. Viret dễ lấy hơn anh em ơi. Viret lấy sau cũng được nhé. Em thấy con này chứ. Và thường thì có thương thì anh em biết mình đánh gì rồi đó. Ồ, thiếu à? Alrighty.
ngon, dí tên lên trên tận kia là ngon đấy. Hai này lùi cái thang. Đau không tị, không kịp. Khéo phải cho con lau ấy quyển trượng thật đấy anh em ơi. Xui. Hạ ám cần đồ này hơn anh em ơi. Cho cũng ổn nhưng mà hạ ám thì cần đồ này. Đơn giản là vậy thôi. The door to another dimension opens. Chắc một phát này. Đá một con Zeon Rock gì đấy, Zeon đi. Và mình muốn lấy ám hoàng nhỉ? Dù bỏ rap 2 đi cũng hơi tiếc. Hoàng cái liệu tốt phết. Rata 2 đi hơi tiếc nhỉ. Cái này tiếp đi. Bắt đứng lùi một ô cũng được thôi, đứng lên trên cao đi. 20 này, 25, 25, 50, 50, 70, không cần đâu. Chúng vẫn khá ổn, so far so good. Pháp sư à? Thêm một pháp sư được không nhỉ? Trợ thủ này. Battle Fly. Thì ra nhà sát thủ ám hoàng cũng nghe cũng xuôi tai phết đấy nhỉ. Late game hơi yếu ta. Như có cả nhà sát thủ ám hoàng mà. Đấu sĩ ám hoàng này, sát thủ ám hoàng này. Trông hay ho phết. Floor này, voi, voi mấy con, 13 con. Nhưng mà chắc không chơi voi đâu, mình sẽ chơi Alice đi. À, mình nhót nhá. Grab mình giữ một con thôi, không cần giữ hai đâu. Shall I compare thee to a summer's day? Bây giờ thì nhà tăng thêm một con floor nữa, mình sẽ nghĩ lại ngon hơn một con Alice kia. Tạm thời chưa kích được 6 Noman ấy. Để hai floor thì nó ulti nó ok hơn.
thú cũng ok đấy, nhưng mà lấy đồ này rồi thì thường đánh thú không ok bằng đánh hắc ám. Lên luôn đi. Sớm không nhỉ? Chắc hơi sớm ta. Lau cấm này sẽ ok này. Các dòng cấm này ok. Dòng ba đồ luôn đi. Nhầm. Butterfly. Trận thủ. Lúc bạn này bỏ game mà thì tàn sát bạn này quá vậy. Thanh bé tươi nhỉ, mình đã đang chuỗi thắng rồi còn kéo được dài chuỗi thắng nữa. Thằng sao rồng trợ thủ thì con Silvera nguyên tố nguyên tố. Ngọc đại pháp sư không có thì có giữa hai cái này thì chắc là lấy vuốt hung tàn đi cho tạm nó cho con chả biết cho con gì cho floor cho pharaoh nên luôn giữ chuỗi thắng nhé. Giữ được chuỗi thắng không thì không biết nhưng mà cứ lên luôn ạ. Thương bạn đáy, thương bạn đáy này. Thương bạn đáy vào đây. Cái trận khởi đầu mùa thế này là tươi ấy chứ. Để một cái vít này đầu mùa cho nó suôn sẻ anh em ơi. Đồ nó cũng phải chưa phải quá đẹp đâu, chứ đồ nó khá là buồn cười lắm nhưng mà nó khá là ok này. Bây giờ đây sẽ tươi nhất này, Omen này, Flo đi. Hoặc là con Rat này vào. Này cạnh ngon hơn. Ê, 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 nhầm 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 nhầm. Chắc bỏ bán thần đi được. Tầm này bắt đầu phải bỏ bán thần thôi anh em. Thần nó không phục vụ cho mục đích gì của mình nữa. Cầm máu. She know that she a music that and not a human chance. The door to another Turning fast is not your fault that they hurt it. All we know is respect. Zeka. Zeka thì cũng hơi buồn cười chỗ này nhưng mà mất cái chuỗi ở đây rồi. Arduin ulti, ulti một phát Arduin ơi, một phát, ui không được rồi, thôi xong mất chuỗi rồi. Taxi ulti chết luôn, không chết nhót đi, nhót đi em ơi.
Cái tạm thời thế này. Mất cái trận 100 máu đầu mùa của mình rồi. 12 con nắc, eo ơi trận này không ai nắc à? Ôi anh em lại còn nhường nắc cho mình nữa, eo ơi thích thế nhở, eo ơi. Yếu quá các bạn ơi. Quá là yêu thích luôn. Chắc trở ra một con thên ngon hơn đấy. Bỏ con này đi. Thương rồng. Nhưng mà con thên 2 sớm, nhưng mà bây giờ mất chuỗi thắng rồi thì không nên con thên 2 nữa chạy. Này đang chờ một con thên 2 ra để giữ chuỗi nhưng mà đại. Ây da. Không cần lắm nhỉ, thôi cứ lên tạo đi một cần tốn à, má đến rồi vừa bỏ nó ra xong thôi thế nhở, vừa bỏ nó ra xong chuỗi thua hai. Để con thêm vào sớm chả để làm gì nữa nhé. Man ba đồ. Dắt hai đồ này cho con nắc cũng được nhỉ, cho nó cũng không đi sớm không. Không còn dầu nó sẽ dính mana nó đánh thử hơi lâu. Thôi đây. Chuỗi thua 3. Trận này chưa sách thánh đúng không? Thêm 3 đồ này à? Này. Ô mẹ nó vẫn cầm được ta. Hay là cho nó cót cho nó ulti sớm nhỉ? Cho nó cót cho nó ulti sớm đi. Hai đồ này mình muốn cho Sephira anh em ơi, cho Sephira hồi phục tốt. Ui giời ơi. Yon 3 này trông điên thế nhỉ. Chuyển góc này đi. Ngắt lại cái chuỗi này. Mình đập con thên rồi mình cho vào luôn nhỉ. Giữ chuỗi không? Chuỗi 1 thì cũng không quan trọng lắm. Chả cần sống vội thế đâu anh em ơi. Thôi kệ bình tĩnh. Ui hai con thên. Ê bình tĩnh nhá. Bình tĩnh mà chơi đi thôi. Rock and Jock được. Chẳng sao. Mấy cái thương bắt đáy cũng hơi kỳ ta. Bắt vào đáy này. Dòng thổi lệch.
Sao bắt được xuống đây nhỉ? Bắt con Sephiroth ở đấy lỗi quá anh em ơi. Là xin đi chết luôn này. Chết còn một con nữa. 28 à, 28 pha sau là 26, 26, 24. 24 được. Từ thêm con thên. Kiếm đi rắc. Pha sau mình lên nhé. Thêm con thên à, thên thì cầm thương à. Không thích lắm anh em ơi. Thôi kiếm thêm đồ ấy nhá, xem là đập khả năng đập con phân cát 2 hay gì cũng được. Thêm 2 thì mình còn thiếu một con thôi, chắc cũng không cần đập đâu. Cái này nó hơi sai sai rồi. Rồng. Thế kiếm B-Rock luôn đi. Đã như này rồi thì kiếm bi rắc luôn. Con ba trông điên thế. Má nhà này làm hết rồi. Nhà này làm hết rồi, không không làm được gì nhà này. Ô, ngon này có giáp tống khổ anh em ơi, ngon. Sống thêm mấy giây. 1 2 3 đồ thủ. Thêm 1. Chắc là thêm 2, con cắt 2 đi. Chịu thua 1 à. Chắc con cắt 2. Truy hồn câm lặng cho này, có thêm hai không anh em? Này mình theo một cát ở góc kia. Góc này đẹp hơn anh em ơi. Sang góc này đi. Ý, con này vẫn nhảy được xuống rồi. Không sao. Con cát nhảy. Ây bị choáng rồi. Má đầy hết rồi. Vẫn dính truy hồn anh em ơi, con này dính truy hồn rồi nhá. Vẫn chết rồi. Khóa lại. Nó có công ty hơi lâu nhỉ. Má hài phà. Mình đang nghĩ có nên cho đồ này sang trong đi rap không? Cho đi rap nó mình chơi được. Góc này mình gặp rồi này. Yon, mình cần dí con Yon này bằng con Volcat anh em ơi. Nhưng mà mình cũng cần truy hồn thẳng mặt nó. Thương đáy này à. Thôi để con này đi. Đành phải chịu thôi. Thôi cứ để con này đi. Đây rồi, thổi truy hồn vào mặt con Volcat đây rồi. Chịu. Chịu. Úi xa, đi luôn. Khóa này chưa nhỉ? Khóa lại phát.
phantom off that the yeah, yeah. Cẳng thế, các bạn đánh nhau cân kèo thế. Ai ai đánh nhau cũng cân kèo vậy. Thương đáy này này. Thích cửa góc này hơn nhỉ. Này đi. Sao con cá mình xuống đáy này nhỉ? Mình chui được xuống vậy. Lên bổ. Hơi xấu, nào con ulti một phát đẹp này. Thêm hồi máu lại bổ lại nào một phát. Xin phép ra ulti nè. Thêm hồi máu nè. Được rồi. Bắp này mình gặp rồi nhá, ok. Mấy bạn này chết bớt đi, mình biết mình gặp nào đi. Mình chết hết ra có một bạn sao ấy. Quy gái à. Battle is life. Bây giờ để xử bạn này như nào mình cũng chưa biết xử bạn này như nào luôn ấy. Chắc mình đổi rồng ra góc. Bây giờ mình muốn con Yon này bắn vào con nào nhỉ? Bắn vào con Alice à? Bây giờ bắn vào con Thên à? Thên này mà lên con Thên này mỗi Gaia. Đam này ở đâu? Đam này ở Thên à? Thên này xuống đáy à? Đáy bên này à? Bên này. Không thì cản Thên góc đấy không nhỉ? Thêm tăng sót tướng không? Đại. Quên. Con Narcot này vẫn chui được xuống đấy là dí được con Yon ấy. Thêm xuống đấy này, dòng thổi truy hồn góc này. Quy sát thủ con này sẽ xuống chơi hai con sát thủ bên kia. Ồ. Quan trọng là dòng mình sẽ thổi vào. Phải thổi vào mặt con Yon này ngon. Đây này, nó sẽ bắn vào con Alice đầu tiên này. À không, bắn vào con Darcy đầu tiên này. Bắn vào con Alice này. Là con ulti không kịp rồi, nó sấy vào con kia sớm quá. Đánh thương. Ngon. Tính hơi xa anh em ơi, quả đấy mình mong Narcot mình sẽ ulti sớm hơn mà ulti lâu thế nhở. Thêm một cái choi nó được không? Có thêm cái choi hay cái gì cho nó ulti sớm được không? Mà thực ra mình gặp bạn Quy này rồi thì mình sẽ gặp bạn khác. Thêm truy hồn đi. Sẽ gặp bạn Bắp này. Bắp này thương bắt đáy, dòng thổi chéo. Dòng thổi chéo thương bắt đáy à? Cảm ơn Thên hai anh em ơi, không thấy rồi. Hương bắt đáy. Dòng thủ chéo bên này, con cát mình xuống đáy bên kia. Đáy bên này. Ô, thương đẩy đây à? Nạ ở đây ha. Điếc mình chết hơi sớm. Ô bên này trâu thế. À con cát mình bế ra bên này anh em ơi. Một điều dở là như thế. Thêm mình thêm một nữa. Ơ sao con cát. Con cát mình về xuống đáy nhỉ. Không hiểu ghê. Quy đại này thua chưa? Quy đại thua rồi, mình gặp bạn kia thôi. Không có thêm hai anh em ơi, sao chơi được bạn này nhỉ?
Hai thương bạn ấy, hai thương em ạ. Ra vậy. Justice reigns supreme. I will stop. Chạy cái gì ta? Justice reigns supreme. I will stop at nothing. Thôi thẳng không? Mình thổi thẳng vẫn ngon nhé. Tốt anh em này. Thêm một hơi lo đây, mình muốn lên con thêm hai quá. Thiên hại không có, không thiên hại, thêm thiên hại, ê quá lại. Nhưng mà pha này chắc cũng kết kết liễu trận đấu rồi anh em ơi. Hay có con gì không nhỉ? Chơi liều phát. Liều phát đi. Không đổi à? Giờ đổi chéo à? Này thôi. À thương đáy à? Chết rồi, hình như con rồng mình thổi lệch rồi. Bả nó. Thêm 2 không làm được việc kìa. Thêm 2 không làm được việc kìa. Một bộ, hai bộ. À làm được việc này, may thế nhỉ. À, pha đấy liều thật. Bỏ Alice lấy con Helen. Mày quá, mày quá, mày quá. Ôi giời ơi, vậy thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Nếu mà anh em thích kịch tiếp trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye anh em.